À, xin chào tất cả anh chị và các bạn. Hôm nay em sẽ review cho anh chị và các bạn xem một mớ mẫu nữa, đó là mẫu con đánh trống, cho nó hết mẫu luôn để anh chị và các bạn có thể cập nhật ha. Cảm thấy mẫu nào mã nào bán được thì lấy về bán nha. Thì đầu tiên em sẽ giới thiệu đó là con robot đánh trống. Đây anh chị và các bạn xem chi tiết gì cái mẫu mã nè. Thì chúng ta cũng phải vặn bốn vòng nha. Thì hôm trước em có làm một cái video mà giới thiệu về các cái mẫu đồ chơi mà. Con Pikachu á, Pikachu rồi con Habit 3 rồi chưa bất giới á. Thì anh chị và các bạn có thể xem lại mấy mẫu trước để biết những cái mẫu mã thêm. Thì con này anh chị các bạn khi anh chị và các bạn cũng vặn lên 4-5 vòng vậy ha. Để xuống đánh trống. Đây. Sản phẩm này nó có thể là hiện tại em đang cập nhật nó có hai màu ha, màu xanh nước biển và màu đỏ. Và nó có thể là màu sắc có thể là lấy ngẫu nhiên nha anh chị và các bạn, không có trùng màu được nha. Đó, còn nếu như ba mẹ và anh chị nào các bạn nào mua lẻ cho con em chơi thì có thể để lại ghi chú đơn hàng á, là mình lấy màu sắc nào để bên em lấy nó cụ thể hơn. À, con Doraemon đánh trống hiện tại nó cũng có một màu, đó là màu xanh thôi anh chị và các bạn. Thì chúng ta cũng vặn lên như vậy thì anh chị bạn xem nè, vặn lên ba ống vòng buông ra đánh trống thôi. Quan trọng là cái này nè, chúng ta phải vặn nha, vặn cứng nha, vặn vừa cứng thôi, đừng chúng ta vặn vừa cứng thôi, đừng vặn cứng quá nhiều khi nó tuôn cái lò xo nha chị các bạn. Tiếp theo là con Kitty ha. Kitty thì nó cũng vậy thôi. Kitty thì chúng ta cũng vặn 4-5 vòng. Thì hiện tại màu sắc thì nó chỉ có màu này, nhưng mà màu sắc thì nó lấy ngẫu nhiên nha anh chị và các bạn, tại vì nhiều mẫu nhiều mã quá, anh chị và các bạn lấy số lượng nhiều phải lấy bốc ngẫu nhiên thôi chứ không có lựa màu được. Những mẫu mã này thì em thấy những cái cửa hàng tạp hóa hay những cái cửa hàng đồ chơi lân cận thì họ buôn bán rất là nhiều, thậm chí là những cái anh chị bán quải á, quải gánh đó, và những các bạn mà bán ở khu công viên nó đều bán rất là nhiều mẫu mã này thôi. Thì anh chị và các bạn vặn lên, cũng vặn lên 3 vòng thôi. Anh chị các bạn xem sau lưng ha. Đó. Màu sắc cũng dễ thương nè, nhỏ nhắn. Còn thì em quên nói gì. Thì tất cả những cái mẫu mã này nè anh chị và các bạn. Thì nếu như mà muốn biết kích thước cụ thể của những sản phẩm này ha, thì có thể là cập nhật vào website của em á. Website em có để cái đường link ở dưới phần mô tả, anh chị có thể cập nhật vào đó để biết được kích thước của sản phẩm này, cũng như là chi tiết về cái giá thành sản phẩm này luôn, để mình xem coi thử một sản phẩm nào phù hợp thì mình lấy về vườn buôn bán.